bữa ăn gia đình ngồi lạnh lẽo dưới mái nhà dột nát. Những hạt cơm khô với vài trái đậu bắp là hình ảnh thực tế đầy xúc động khi chương trình đến thăm gia đình anh Trần Trọng Nguyễn và chị Lê Kim Hằng, ngụ tại ấp 16, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Đời họ sinh ra và tồn tại như để đón giông gió này đến giông gió khác xuyên tạc vào mái nhà u tối. Những đứa trẻ lớn lên từ những bữa cơm đơn sơ thiếu thốn và cả những ngụm nước cơm đến đắng lòng. Mà chứ sao người có cá thì lên kho rồi kia nấu canh đồ này kia ăn vậy đó, còn đồ ngoài chợ đồ tươi ngoài này thì ít có mua. Rồi bông xuống đồ dưới sông rồi đem lên nhổ ăn. Khi luộc rồi có cá luộc ăn rồi gì kia vậy hả dạ. Em thấy mấy đứa nó bưng cái nồi gì nó uống á chị. Dạ nồi nước cơm. Ờ vậy nó uống là ngày nào cũng vậy hả? Dạ nó phải. Nấu cơm xong rồi lấy cái nước đó cho mấy em uống à? Dạ. Nó phải ăn vậy đó. Rồi có bỏ đường chứ không? Dạ không, nó uống không vậy. Không vậy đó hả? Dạ. Ngôi nhà được xây dựng vào năm 2010 theo chương trình 167 của Thủ tướng Chính phủ dành cho hộ nghèo. Sau 8 năm, nay ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng. Vách nhà, mái lá hở rách tứ bề, không cửa nẻo. Những tấm mạnh mục nát như càng yếu ớt trước những cơn gió của cuộc đời. Anh Nguyễn thì đi làm thuê, đốn chuối, dọn bờ, đốn cây. Khi không có việc thì anh đi đặt lờ giăng câu. Chị Hằng cũng đi làm mướn, cấy tràm, dọn bờ, dọn cỏ. Vất vả cả ngày, nhưng tiền công của hai vợ chồng anh chị cộng lại chưa được 300.000 đồng. Anh chị có 4 đứa con, nhưng vì gia đình khó khăn nên đứa con gái đầu phải dừng ngang chuyện học hành để đi làm thuê phụ ba mẹ lo cho các em. Tại vì con của em có mà con đứa bị bệnh máu không đông đó. Con của chị hả? Dạ. Dạ. Rồi như bữa nay là tới ngày tới khám đó nè mà em không có đi. Dạ. Rồi nó ở chỗ ngoại nó. Sao không đi? Dạ mà thấy nó cũng như chưa có tiền đi rồi cái thêm mà thấy nó cũng còn hơi khỏe rồi đằng này em không có đi tái khám đó. Dạ. Để bữa hai bữa đó rồi mới đi cho nó. Như thường thường là nó chảy máu gan rồi nó đau khớp. Tài sản của cả gia đình giờ đây chỉ có một chiếc xuồng và 7 con vịt. Cái đói cái nghèo cứ bám chặt vào gia đình anh chị, khiến con đường tìm kế sinh nhai trong cuộc tồn sinh lại càng thêm trắc trở. Do đó mà khái niệm về một mái nhà khang trang là một khái niệm xa vời mà gia đình anh chị luôn ước mơ mong có được. Chị có nguyện vọng gì không? Dạ, nguyện vọng là có tiền sửa sang lại nhà cửa cho con đó mà mùa mưa tới rồi. À, mùa mưa tới rồi. Dạ, đừng có tạt, mừng đêm, mừng hôm, mừng ngủ. Dạ. Rồi có tiền ở chỗ con nó đi trị bệnh. Gia đình chị Lê Kim Hằng là một trong những hộ gia đình nghèo mà đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp 16, xã Khánh Thuận. Thì đối với gia đình chị, rất đông con, không có đất sản xuất và có được một đứa con thì bị bệnh máu không đông. Và nhà cửa thì rất còn nhiều khó khăn nên cũng cần sự quan tâm, sự giúp đỡ của quý sư thầy cũng như các mạnh thường quân để tạo điều kiện cho gia đình chị một căn nhà để che nắng che mưa trong những tháng ngày tiếp theo để yên tâm sản xuất và lao động để phát triển kinh tế. Thank you.
áo đầu, trải theo bước chân bao phận người, và theo những chuyện đời quanh tôi, những con người luôn khổ cực, chẳng nơi chốn để nương thân. Tôi vẫn đi dẫu cho nắng mưa không mỏi mệt, để hoàng pháp và để yêu thương những mái nhà tôi xây là ánh sáng lòng từ bi. Nhà ấm áp sẽ mang lại nhiều niềm vui, những ước mơ sẽ được thắp sáng hôm nay, để mọi người thật hạnh phúc với những đổi thay. Những mái ấm chứa chan bao nhiêu ân tình, bức tường sang nhà ấm áp thật hạnh phúc với những đổi thay. Những ước mơ sẽ được thắp sáng hôm nay, để mọi người được vui sống với những sau 2 tháng thi công, đoàn chúng tôi quay trở lại thăm và thực hiện lễ trao nhà cho gia đình. Trưa ngày 23 tháng 11 năm 2018, đoàn từ thiện chùa Lâm Tỳ Ni trao ngôi nhà tình thương cho gia đình anh Trần Trọng Nguyễn. Ngôi nhà được gia đình Phật tử Đức Hiện, Đức Tú phát tâm tài trợ. Kính thưa toàn thể các cô chú đại diện quý Phật tử, cũng như đại diện cho chùa Lâm Tỳ Ni, những nhà hảo tâm đã hỗ trợ nhà cho chị Hằng. Sau thời gian mà tiến hành xét chọn cũng như tiến hành khởi công, thì đến thời điểm này nhà chị Hằng đã hoàn thiện và chúng ta tiến hành bàn giao nhà để gia đình sử dụng. Đến dự cái buổi lễ bàn giao ngày hôm nay, về phía nhà tài trợ thì tôi xin trân trọng giới thiệu có thầy Thích Nhuận Bình, chủ trì chùa Lâm Tỳ Ni. Đại diện chính quyền địa phương xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Công Mười, phó chủ tịch Ủy ban dân xã Khánh Thuận. Thì nhân cái buổi lễ bàn giao ngày hôm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Thích Nhuận Bình sẽ có đôi lời phát biểu đối với gia đình chị Lê Kim Hằng. Xin trân trọng kính mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử trong đoàn từ thiện của chùa Lâm Tỳ Ni. Kính thưa quý vị trong chính quyền địa phương, phái đoàn từ thiện chùa Lâm Tỳ Ni về trao nhà tình thương các tỉnh miền Trung, bây giờ đi đến các tỉnh miền Tây. Đây là một cái căn nhà ở U Minh, Cà Mau, rất là xa xôi mà quý vị đã về đây để trao căn nhà. Thì căn nhà này do gia đình của Phật tử Đức Hiện và Đức Tú ủng hộ toàn phần cái căn nhà này. Của thì ít mà công thì nhiều. Tại vì Nhuận Bình thì lần đầu đi tới cái vùng này thôi. Nhưng mà trước đó thì có thầy Nhuận Bi với em Quang đã tới khảo sát cái căn nhà. Và cái hiện tượng của căn nhà là đúng là hộ nghèo và đúng hoàn cảnh để tài trợ. Thì hôm nay cái căn nhà do chị đây đã quan sát, đã hoàn thiện. Giờ đoàn đã xuống đây để trao căn nhà. Và song song đó thì trong bao thư này có 10 triệu và có cái máy quạt với thêm nồi cơm điện với những vật dụng thì do tất cả những vị Phật tử đóng góp thêm và đoàn đóng góp thêm để mà cho gia đình có chút tịnh tài để mà
duy trì cái cuộc sống và phát triển, làm kinh tế thêm. Ngoài cái căn nhà ra thì có số tiền tài như vậy. Thì Nhung Bình cũng cảm ơn gia đình của Đức Hiền và Đức Tú, và cũng cảm ơn tất cả quý vị thầy cô giống cuối Phật tử trong đoàn đã cùng đồng hành đi tới đây. Đó là một sự cố gắng rất là nhiều, đã rất vùng rất là xa, đi rất là khó khăn, nên mà quý vị đã đi theo. Và hy vọng rằng là nhiều năm sau quý vị đồng hành với đoàn nữa để có nhiều căn nhà nữa. Mình cảm ơn rất nhiều, và cũng cảm ơn chị và cảm ơn tất cả những vị trong chính quyền ở đây đã hỗ trợ cho cái gia đình nghèo này. Và để có đôi lời phát biểu cảm ơn chùa Lâm Tị Ni cũng như quý Phật tử thì xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Công Mười, Phó Chủ tịch Ban Dân xã Khánh Thuận sẽ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng. Kính thưa tất cả các quý vị trong đoàn từ thiện, thưa tất cả các đồng chí, thì hôm nay chính quyền chúng tôi cũng rất vui mừng khi được đón tiếp đoàn về đây để bàn giao căn nhà cho chị Hằng. Được biết là chị Hằng là một trong cái gia đình cũng gặp hết sức là khó khăn ở của địa phương, có con bị bệnh máu không đông, thì được quý vị đến đây tặng căn nhà thì chúng tôi cũng hết sức vui mừng và phấn khởi. Trước hết thì chúng tôi xin bày tỏ và ghi nhận biết ơn sâu sắc đối với cái tấm lòng quý báu của quý vị đã không ngại đường xa đã hướng về đây để tài trợ căn nhà này. Trong thời gian tới thì tôi cũng mong rằng quý vị có điều kiện để về xã Khánh Thuận, huyện U Minh chúng tôi để xem xét hỗ trợ cho đồng bào nghèo xã Khánh Thuận để được hưởng lợi, và mong rằng gia đình cũng có cái sự biết ơn đối với đoàn từ thiện đã tài trợ cho mình có được một cái căn nhà để che nắng che mưa, và mong rằng gia đình hàng ngày tu bổ thêm để căn nhà được khang trang và sạch đẹp. Cuối cùng cũng xin cảm ơn và chúc sức khỏe quý vị trong đoàn. Xin cảm ơn đồng chí. Buổi lễ trao nhà được diễn ra dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức Tăng Ni, đại diện chính quyền địa phương, trong niềm vui mừng của quý Phật tử và bà con hàng xóm. Ngôi nhà mới là động lực vươn lên của gia đình trẻ, khởi nguồn từ tình thương vợ chồng. Đó là cách để họ đối chọi với những cơn đau bệnh, những đêm mưa gió và cả những ngày thiếu gạo. Dạ, con cảm ơn các Phật tử trong chùa, dạ, đã hỗ trợ cho con được căn nhà. Dạ, con cảm ơn. Dạ. Giữ gìn sức khỏe ha, để lo cho con. Dạ. Kết thúc câu chuyện người với ước mơ an cư, và đây là khoảnh khắc được nhân đôi niềm vui sống khi nơi tổ ấm gia đình được vẹn tròn hơn, khích lệ cho những câu chuyện đời khổ, hãy tiếp tục giữ tình yêu và cố gắng vươn lên. Chúng tôi gửi lại đây cho gia đình những lời cầu chúc tốt đẹp, mong rằng ước mơ của những đứa con nhỏ sẽ sớm thành hiện thực, sớm bước ra khỏi cái nghèo để các con có được cuộc sống mới hơn, tốt đẹp hơn.